Chị Hà kêu anh qua đây gặp em. Ba mặt một lời cho câu chuyện được ra ánh sáng, để cho cộng đồng mạng không chà đạp ông Nghĩa nữa. Và vì ông Nghĩa không lên tiếng không phải là sợ chị. Và ở đây tụi em có bằng chứng. Chị từng nhắn tin cho chị Kim Phượng. Chị đòi cho người xử Nghĩa, tin nhắn ở đây em còn. Em nói cho chị nghe luôn nha chị Hà Kiều Anh. Hồi xưa ông Nghĩa, ông khổ, ông là thăng cô, thế cô. Không? Một thăng một mình, ông không có kinh tế, ông không có điều kiện. Nên chị á, lên mạng á, chị là người có tiếng trên mạng xã hội. Nhưng mà em nói nghe nè, tiếng thì em không thấy, nhưng em thấy tai tiếng rất là nhiều. Nói nghe nè Hà Kiều Anh kem trộn. Ê, không biết là má giàu có bao nhiêu á mà tối ngày khoe vàng, khoe tiền, khoe sổ đỏ, khoe tùm lum tà la hết trơn á, khoe xe, khoe cộ. Và thông thường những cái người mà hay khoe đó đi hết trơn rồi, coi chừng có ngày đó tới má đó ha. Và những cái người mà người ta làm á bằng những đồng tiền chân chính á thì người ta khoe không có sao, còn những cái má mà xà lơ phất phơ đó mà lên khoe đó, có ngày đi mà không có ngày về đó, một đi mà không trở lại luôn đó nha. Cái má Hà Kiều Anh kem trộn lâu nay đó là Chí Cảnh đã tha cho rồi, tôi thấy tội nghiệp, tôi tha cho rồi chứ mấy năm trước á tôi phó đó là ngóc đầu lên không được luôn đó. Từ khi mà tôi gọi tên là ngóc đầu lên không được luôn đó, sụp đổ cái đế chế Hà Kiều Anh kem trộn đúng không, biết làm sao không? Tại hồi xưa thấy hệ thống của má đó, trời ơi là trời, ca ngợi má lên giống như là nữ hoàng như vậy đó, nữ hoàng kem trộn như vậy đó. Hễ mà ai mà nói tới trời ơi sức kem mà thế này thế kia, cái mấy cái con hệ thống của má đó nó nhảy dựng lên, nó lên nó binh giật rồi nó xỉa xói khách hàng, nó chỉ trích khách hàng. Cho nên á, với một cái người mà thương những người tiêu dùng và đặc biệt những người nghèo đó, tại vì người ta nghèo người ta mới đủ tiền để mua cái hũ kem trộn rẻ tiền của má đó, thì sau khi người ta mua xong về cái mặt của người ta hả, trời ơi là trời, nó nám đen nám đỏ hết trơn á. Thì người ta có ý kiến thì thôi mình im cái miệng mình lại ha. Cũng mấy cái đứa hệ thống đó, mấy cái đứa mà em gái em ơ của má đó, má Hà Kiều Anh nhảy dựng lên rồi bày đặt lên mà ca tụng má lên giống như một má nữ hoàng thực thụ như vậy đó, cho nên làm cho cái miệng của con nó ngứa, tại vì con ghét mấy cái má mà kiểu mà ức hiếp những người tiêu dùng, đặc biệt những người nghèo là con ghét lắm. Cho nên con lên con dạ dỗ má đâu dài khóa đó, rồi xong mà cái sự nghiệp mà trộn kem trộn của má nó sụp đổ ngay lập tức đó. Cái xong rồi từ khi mà bị con phốt cái bắt đầu thôi Hà Kiều Anh không có bán kem trộn, Hà Kiều Anh nghỉ bán kem trộn, nghỉ một thời gian đợi tôi im, cái xong rồi trồi lên bán tiếp, cái xong mà tôi phát hiện ra cái tôi phó tiếp, cái xong rồi nghỉ nữa, cái xong rồi bây giờ là thấy tôi bận rộn quá, thấy tôi bi xì quá, cho nên là cũng trồi lên bán tiếp đúng không, thay đổi mẫu mã đúng không. Cái hũ kem trộn thì có 350.000 ha, mà cái quần què gì cũng hết hết trơn á, nám gì cũng hết, mụn gì cũng hết, tàn nhang đồi mồi chỉ đỏ chỉ, cái quần què gì cũng hết hết trơn á, với cái hũ kem có 350.000 ha, mà 350.000 là giá bán lẻ đó, còn cái giá mà sỉ không biết bao nhiêu tiền hả, cái giá sỉ chắc 35.000 hả má. Cái miệng thì lanh chanh lách chách, cái miệng thì nói hả, trời ơi có khi nào mình nói á, có ngày hả mình nhai luôn cái lưỡi luôn không. 350.000, 350.000, nám gì cũng hết, mụn gì cũng hết, tàn nhang rồi mời chỉ đỡ, năm 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 cái quần què gì cũng hết hết trơn á, cái hũ kem 350.000, cái hũ kem Lamer đây là một cái sản phẩm cao cấp đến từ Pháp, 35 triệu, chỉ có vài công dụng thôi mẹ ơi ha. Muốn cho một cái làn da mà không tì vết giống như con nè thì những sản phẩm phải là những sản phẩm cao cấp, nó mới có đủ đầy những cái công dụng. Và khi mà một cái hũ kem 35 triệu thì ở trong đó người ta mới có những cái sản phẩm mà nó có thể làm cho da mình đẹp một cách thần kỳ như vậy. Còn với một cái hũ kem 350 ngàn thì ở trong đó nó chứa cái gì, nó chứa cái gì mà cái gì cũng hết hết trơn vậy hả? Cái hũ kem chứ không phải là cái túi Doraemon mà có thể làm được mọi thứ, làm được everyday everything nha. Cho nên cái miệng của mình bớt bớt đi, có biết mình đã đẩy bao nhiêu chị em phụ nữ phải gặp những cái sự mà trời ơi nó rất là kinh khủng luôn á. Cái da của người ta ban đầu á nám có một chút xíu hả, nghe cái miệng của má nám gì cũng hết, nám gì cũng hết, nám hết luôn cái mặt, mới đầu nám có một chút xíu thôi, sử dụng cái hũ kem rẻ tiền 350.000 của má đó nám nguyên cái mặt.
Để rồi khi mà người ta lên người ta phản ánh á, thì má kêu ba nhận nhầm kem giả rồi, cái đó là kem giả rồi, không phải của tôi, không phải của Kiều Anh, đó là kem giả. Giả ở đâu ra hả? Giả ở đâu ra? Trong khi live stream á thì cái miệng ra rả cái số điện thoại thì người ta liên hệ theo cái số đó người ta mua, mà giả ở đâu ra hả? Cái đội ngũ mà làm hàng giả đó ở đâu mà nó chen chân vô trong cái quy trình khép kín của má hay vậy? Rồi nói nghe nè, đi đâu cũng treo treo cái bảng này nè, treo đi du lịch cũng treo, đi biển cũng treo, đi núi cũng treo, treo trước bên ngực có cái số điện thoại chà bá lửa giống như phạm nhân như vậy đó. Thì người ta thấy cái số điện thoại đó người ta gọi vô thì giả ở đâu ra? Ai cướp đơn được mà giả, mà hễ ai mà phản ánh một cái là giả nha, giả nha, không phải của anh nha, không phải, giả rồi, giả ở đâu ra vậy mẹ? Chính cái miệng mẹ đọc cái số điện thoại hả, leo lẻo như vậy đó, mà giả cái gì? Tôi bán mấy năm nay có ai giả được tôi không? Tôi bán mấy năm nay là không có một cái đơn nào mà giả hết trơn á, chưa bao giờ nghe một cái khách hàng nào nói là mua nhầm hàng giả của tôi hết trơn á. Tại vì chính cái miệng tôi đọc số Zalo, người ta nghe cái miệng của tôi, người ta liên hệ đúng như vậy thì giả, giả làm sao? Người mình bán hàng giả mà bao nhiêu năm nay người ta giả mình như vậy mà mình không có một cái biện pháp nào để mà thưa kiện gì hết trơn hả? Để cho người ta giả mình vậy hả? Tính ra má khôn hay là má hỏng khôn? Trời ơi, ví dụ như mình bán hàng thật đi, lâu lâu chỉ một hai đơn giả thôi, còn cái này cái gì đâu mà nó giả, mà nó giả áp đảo hàng thật luôn vậy mẹ. Mấy cái má kem trộn như má đó có ăn chiêu thức hả? Giống như cái con tiền kem trộm cũng vậy nữa, bạn má đó. Hễ mà người ta mua đó, người ta phản ánh cái à, trời ơi, chị nhận hàng giả rồi, không phải của em, người ta cướp đơn em, không phải của em. Ở đâu ra gì? Bây giờ người tiêu dùng người ta cũng thông minh lắm, người ta cũng biết liên hệ đúng chỗ đúng nơi lắm, chứ đâu phải là người ta sao mà tự dưng người ta giả, mà trong khi cái miệng của mình đọc ra mà giả cái gì? Nói về cái chất lượng kem của má đó thì má tự biết đi, má có bao giờ dám lấy cái hũ kem mà xức lên mặt của mình không? Hả hả cái má Hà Kiều Anh kem trộn. Có bao giờ dám tự lấy cái hũ kem mà rẻ tiền đó ha, đúng cái hũ kem mà gửi cho khách đó nha, 350 ngàn đó, dám xức lên cái mặt của mình không? Lúc nào cũng live stream cái két 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 lên nhìn đẹp lắm mọi người ơi, đẹp lắm, trời ơi, da em đẹp lắm nha, đẹp em đẹp lắm nha. Ôi trời, thấy ơi, thấy chưa, 800 cái app, 800 cái app đẹp cái quần què. Có nhớ mấy cái hình mà đi thẩm mỹ viện không? Cái hình mà đi thẩm mỹ viện đó, mà do thẩm mỹ viện thì người ta phải chụp á hả, cho nó chân thật để người ta PR cho cái thẩm mỹ viện của người ta. Cái mặt của má đó hả, trời ơi, như cái dề cơm cháy như vậy đó, rồi đẹp dữ chưa, rồi tới cái khúc đẹp chưa, sao chờ hoài không thấy đẹp vậy. Lên mạng thì xài 800 cái app mà lúc nào cũng chỗ da đẹp lắm nha, da đẹp lắm nha, rồi để bên ngoài đó nhìn một cái hú hồn hú vía luôn á. Mà nói nghe là lên mạng bớt xài app đi, để ra ngoài người ta còn nhận ra mình. Ôi trời ơi, mọi người ơi nè, thấy chưa, hồi xưa cái mặt hả, cái mặt của anh nám dữ lắm nha, cái mặt của Hà kêu anh nám lắm nha, bây giờ sau khi sử dụng cái hũ kem 350 ngàn bây giờ trời ơi, đẹp lắm, trắng lắm, trời ơi, quá trời quá đất. Rồi mình á là đàn ông, mình đâu có thiếu hụt nội tiết tố, mình đâu có thiếu hụt nội tiết tố nữ, mình đâu có bị rối loạn nội tiết tố nữ mà lấy cái mặt của mình vô để dụ chị em phụ nữ mua là sao? À, ví dụ như má không có nám á, là bởi vì má là đàn ông thì má làm sao mà bị nám đâu giống chị em phụ nữ được. Chị em phụ nữ là người ta có nội tiết tố ha, ví dụ như người ta lớn tuổi, người ta bị thiếu hụt nội tiết tố, người ta bị rối loạn nội tiết tố thì người ta mới bị nám, còn mình đâu có phải là phụ nữ đâu mà sao mình lấy cái mặt của mình ra để mình đi giới thiệu, mình đi PR vậy hả má? Có nhớ cái vụ mà cái chị gái của tôi đó xức cái hũ kem trộn của má đó, sau đó đi vô bệnh viện da liễu á, xét nghiệm đó người ta nói là bị viêm á, bị giống như kiểu là nhiễm khuẩn luôn đó. Có nhớ cái vụ đó chưa? Rồi cái chị đó là bà đòi kiện tới cùng đó, có nhớ không? Bà đi thẩm định, bà đi xét nghiệm, bà đi kiểm định, rồi bà đi lấy cái giấy của bệnh viện da liễu, người ta xác định là trong cái kem của má đó là coi như là cái quy trình sản xuất không có đảm bảo tiêu chuẩn, có nghĩa là một cái quy trình không có khép kín, cho nên là trời ơi, coi nghĩa là ta trộn vô hay sao đó má, cho nên là trời ơi, sức làm sao mà cái mặt của người ta đó hả, là nó ngứa mà đến nỗi mà bị dị ứng, nó ngứa mà nó coi như là nó nhiễm khuẩn luôn đó đó. Rồi tốn mấy chục triệu để chữa, mua cái hũ kem 350 ngàn, xong đó tốn ba mươi mấy triệu để chữa mà còn không hết nữa.
Có nhớ cái vụ đó không? Có nhớ cái vụ mà cái chị gái đó không? Cái bắt đầu người ta gọi tới chỗ, người ta cảnh báo cho má đó, cái mấy cái con đại lý chối. Mấy cái con đại lý nói dạ không biết, không biết, không biết, dạ em không biết, đồ này nọ, mấy cái con đại lý chối. Cái sau đó nó mới cho số của má. Cái xong bà chị tôi bà gọi, bà nhắn tin trực tiếp cho má đó. Cái xong má năn nỉ không đó, nhớ không? Năn nỉ đó. Chị ơi em biết rồi, em thấy vậy chắc là mai mốt em nghỉ bán quá. Thôi chị ơi thế này thế kia, chị có cần không để em gửi mỹ phẩm bên nước ngoài để cho chị phục hồi da. Rồi sao nói sản phẩm của mình là coi như là best seller mà, number one mà. Rồi sao tự dưng đòi lấy mỹ phẩm nước ngoài gửi cho anh ta để phục hồi da, chứ không phải cái hũ kem 350 ngàn của má hả, cái quần què gì cũng hết sao? Sao cái lúc đó đòi lấy mỹ phẩm nước ngoài gửi cho anh ta để anh ta phục hồi da cho má? Tráo trở như vậy đó hả? Sao nó năn nỉ quá trời luôn đó. Rồi bà chị bà thấy thôi mệt mỏi quá, bà buông tha cho cái vụ kiện đó đó. Chứ nếu như không á hả, là ngày hôm nay coi chừng má lên báo rồi đó nha. Một cái má mà bán kem trộn rẻ tiền 350 ngàn mà cái miệng trời ơi là trời, cái miệng chưa có từng thấy luôn đó. Thì với một cái người mà thương người tiêu dùng giống như tôi thì tôi làm sao tôi bỏ qua được. Tôi gọi tên bao nhiêu lần và tôi nói cho mà nghe nè, những cái con nào mà tôi đã từng gọi tên rồi đó thì những cái con đó ngóc đầu không có lên nha má. Má là một trong những con đầu tiên đó, tiếp theo là tới cái má hiếu ruộng đó cũng nghe nè. Những cái con mà tôi gọi tên đó không có con nào mà ngóc đầu lên được hết trơn á, nhất là mấy cái má mà kem trộn bạn của má đó, giống như cái con mà hiếu ruộng đó, cái con tiền kem trộn rồi đó, thử rồi con nào nó ngóc đầu lên được. Sao rồi, sao rồi, biến đâu hết rồi? Cho nên đó là thật ra là bữa giờ bận rộn với cái drama, cho nên là thấy thôi bao nhiêu đó cũng đủ rồi, cho người tiêu dùng họ hiểu rõ như vậy là được rồi, mình đã định tha cho rồi. Thì bữa nay đó mới thấy là Phương Trinh đó, Phương Trinh shop á, chia sẻ một cái clip mà trong suốt một năm nay là má cứ ghéo gọi tên Nghĩa hoài luôn, mặc dù Nghĩa không có trả lời trả vốn với má. Và cái sự im lặng đó là má biết tại sao không? Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đó. Người ta khinh bỉ mình cho nên người ta không thèm trả lời mình đó. Mà mình tưởng đâu người ta sợ. Cái bắt đầu mình ghéo gọi tên người ta cả năm nay, mình lên mình post như vậy. Trong khi đó đó, nói nghe nè, nói Nghĩa lừa đảo. Rồi có chứng cứ gì không? Nói Nghĩa lấy tiền lấy vàng, thiếu nợ thiếu nần rồi đó. Có chứng cứ gì không? Sống xô ra đi, sống đi báo công an đi. Chứ nếu như mà nói mà không có đó, nói mà khơi khơi đó, bữa nào Nghĩa đó ha, xiên xiên đó, Nghĩa làm một cái tờ đơn gửi lên công an về cái tội vu khống đó, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người ta đó, là coi như là lành ít dữ nhiều đó nha mẹ. Hả, lâu lâu cái hồi lúc bạn Nghĩa ở đó đó, cái lâu lâu Nghĩa lấy 10 cây vàng bỏ trốn. Rồi sao 10 cây vàng đó không đi thưa công an đi? Trời ơi là trời, má ơi, quá trời quá đất má luôn ha. Cái miệng thì tôi nói cho má nghe nè, không biết là suốt bao nhiêu lâu thời gian thằng Nghĩa ở với má đó, má trả cho nó được bao nhiêu, không biết là má được trả cho nó bao nhiêu tiền, mà sao tối ngày hả cứ lấy tên của Nghĩa ra để làm hết cái này làm cái kia, ngồi bán hàng live stream thì banh hán ra, banh hán vô mặt khách, mà phải chi á, mình sang trọng thì mình ấy, còn cái này nhìn mình nó rất là rẻ tiền, banh hắn vô mặt khách hàng như vậy để trời ô là trời, bận nội y thì cái màu cháo lòng, cái màu cháo lòng mà banh hắn vô mặt như vậy mà để Nghĩa phải chịu đựng, Nghĩa là có một cái sức chịu đựng kinh khủng cho nên mới có thể ở bên cạnh má một khoảng thời gian như vậy. Thì thử hỏi là trong suốt quá trình mà Nghĩa ở với má, dành cả thanh xuân tuổi trẻ của nó thì má đã cho nó được cái gì? Trong nó đã hy sinh cái tuổi trẻ của nó đó, nó là một đứa mới lớn lên rồi sau đó là lọt vào vòng tay của má luôn đó. Thì người ta hy sinh cái đời trai, cái coi như là cái thanh xuân của Nghĩa như vậy đó, thì má cho nó được cái gì mà tối ngày má réo gọi tên nó hoài vậy hả? Nó lừa cái gì? Ở với má suốt bao nhiêu năm nay bà cho được nó cái gì? Thì khi mà nó tách ra thì nó cũng nhận xứng đáng những cái gì mà nó đã bỏ ra chứ. Cả đời trai của người ta mà, cả tuổi trẻ của người ta mà, ở bên cạnh bà bao nhiêu lâu nay để cho bà sử dụng hình ảnh của nó, với cái lượng fanpage, với cái vẻ bề ngoài của nó, và với một cái sự tương tác của nó, nhờ nó bà mới có cái câu chuyện để lên câu like câu view bán hàng, thì nó đã đem về cho bà bao nhiêu tiền, và cuối cùng bà đã trả cho nó cái thù lao tổng cộng bao nhiêu tiền mà bà lên bà ghéo gọi cho nó vậy. Sau khi tách ra rồi thì ít nhất cũng phải cho thằng nhỏ một chút tiền để nó có vốn nó làm ăn chứ, nó cũng phải có để nó sinh sống chứ, nó đã hy sinh quá nhiều rồi, chung với bà là nó đã mang tai mang tiếng rồi.
cuộc đời của nó là coi như là đó là một cái vết, mà cái vết coi như là một cái vết đen rồi, thì nó phải được hưởng những cái thứ đó chứ. Chứ sao mà réo rọi tên người ta hoài vậy? Ừ? Cuối cùng là bà đã cho nó được bao nhiêu tiền? Bà nói đi, bà cho nó được bao nhiêu tiền? Sao bà kêu á là bà đi làm từ thiện mà cả dòng cả họ nhà tôi gom lại còn không đủ tiền bà đi làm từ thiện đó. Thì bà thay vì bà đi làm từ thiện ở bên ngoài cho những người xa lạ đó, thì cái tiền mà thằng Nghĩa, ví dụ như bà có cho nó, thì bà nghĩ rằng ở cái tiền đó bà giúp đỡ một con người, giúp đỡ một người để họ có thể họ có cái gì đó họ làm, họ bắt đầu lại từ đầu. Thay vì đi giúp những người xa lạ ngoài kia, thì thằng Nghĩa nó là một cái người đã bên cạnh mình bao nhiêu lâu nay, đã giúp cho mình bao nhiêu tiền, thì khi tách ra như vậy thì cho nó ít đỉnh như vậy thì coi như là cái tiền thù lao mình trả cho nó. Hoặc là nếu như mà bà không nghĩ đó là thù lao thì bạn nghĩ rằng bà làm từ thiện cho một con người đã từng bên cạnh mình, chứ có cái gì đâu mà réo gọi tên. Tại sao sẵn sàng đi cho người khác? Bà kêu là cái tiền bà đi làm từ thiện là cả dòng cả họ tôi, thì cái tiền nó quá khủng khiếp như vậy thì bà cho Nghĩa con nhiêu đó có sao mà nhắc hoài vậy hả mẹ? Tối ngày á, thì cứ lấy tiền ra đếm, lấy vàng ra đếm, rảnh rỗi á, đọc comment đi má, đọc comment những khách hàng người ta mua kem của má về đó, rảnh mà đọc đi hay là không bao giờ dám đọc. Rồi má còn kêu tôi á, không bao giờ dám đi ra đường, không dám đi du lịch, sợ người ta làm này làm kia tôi. Ai làm gì tôi làm gì mà tôi sợ, tôi làm gì mà tôi không dám ra đường. Cái người không dám ra đường là má đó nha, má Hà Kiều Anh. Tại vì biết làm sao không, mình đã gieo gắt rất là nhiều nỗi đau cho chị em phụ nữ, thì những cái người mà người ta tốn tiền mà người ta banh cái mặt của người ta như vậy đó, thì má mà đi ra đường đó má mới sợ. Chứ tôi đi ra đường tôi làm gì sợ, tôi đâu có làm gì ai đâu mà tôi sợ hả má. Cho nên là trời ơi, còn hôm bữa đó có một cái ba gian hán nào đó gọi điện cho tôi, nói tôi dám gọi tên bà nữa đó là sẽ tới nhà ấy tôi. Cái sau đó đó tôi thấy cái số điện thoại thì không phải là cái số mà kiểu mà số ghét, số khuyến mãi, cho nên là tôi chuyển ngay lập tức tới anh của tôi liền. Sau đó anh của tôi gọi thì cái ba gian hán đó đó, sau khi mà biết được danh tính của ông anh tôi đó, thì bắt đầu xin lỗi, xin lỗi mà thiếu điều quỳ lại gian xin luôn, xin lỗi. Nói xong rồi nói lỡ nhận của má đó 50 triệu, lỡ nhận của má 50 triệu. Ê mà nói nghe nè, má có mướn không vậy? Sao mà mướn chi mà giá cao dữ vậy trời hả? Mướn chi mà tới 50 triệu dữ vậy? Không biết là có hay không, nhưng mà cái người đó khai ra đó là nói là có nhận của má 50 triệu để mà làm này làm kia tôi đó. Trời ơi, nói nghe nè, ví dụ như mà mình có bỏ tiền 50 triệu ra đó, nói tôi một tiếng tôi đi tới chỗ cho, tôi tới nhà luôn cho, rồi làm gì nè, làm gì làm xong đưa tôi 50 triệu nè, mang mắc chi mà mướn người đồng chi cho mệt vậy mẹ hả? Mắc gì qua trung gian đồng chi vậy hả má? Má muốn gì má nhắn cho con tới tận nhà má luôn cho má làm, má khỏi có mướn ai hết trơn á ha. Bày đặt đó hả? Trời ơi, 50 triệu một hũ kem 350 ngàn, 50 triệu phải bán bao nhiêu hũ kem vậy má? Bán bao nhiêu hũ kem mới đủ 50 triệu vậy? Bán kem trộn đó 350 ngàn mà xài sang quá ha. Rồi nói nghe nè, bán kem trộn gì đâu mà giàu dữ vậy má? Mua xe mà xe siêu xe mua lần 2-3 chiếc ha. Bán kem trộn gì mà giàu dữ vậy hả? Hả gái? Có làm gì nữa không nè? Ngoài bán kem trộn có làm gì nữa không mà giàu quá vậy? Mua xe mua lần 2-3 chiếc. Mình lớn tuổi rồi mà mình đu theo đàn em, thấy Phương Trinh với Nghĩa mua xe cái bắt đầu mình cũng đi ra mua xe. Cái gì vậy trời, cái gì vậy? Không có sang, nhìn không có sang. Cho nên nó là bớt cái miệng má lại. Ngày hôm nay đó lẽ ra không có định gọi tên má, mà nghe cái vụ mà má đòi đó, nhắn cho cái mẹ nào mà đòi xử lý Nghĩa đồ này nọ rồi đó, ghét quá, rất là ghét mấy cái con mà muốn dùng tiền để mà làm này làm kia, người này người kia đó, cho nên là ghét quá mới lên gọi tên má nè. Má dám không? Má dám không? Má dám đụng tới Nghĩa không? Má dám đụng tới Nghĩa không? Má có muốn là những cái tin nhắn mà má gửi á, má đe dọa người ta như vậy á, má có muốn là má lên phường trình diện liền không? Hả? Ha, có muốn lên không? Có muốn lên không để hướng dẫn Nghĩa đi lên làm đơn nè. Ha, giúp đỡ Nghĩa tận tình luôn á, để đưa má ra giành móng ngựa đó, cho má bớt cái thói đó, cái thói mà dọa nạt người ta đó. Ỷ mình có chút tiền cái muốn làm gì làm hả? Rồi giang hồ dữ chưa? Giang hồ dữ chưa mà muốn xử người này xử người kia, đâu hay quá vậy hả? Ỷ mình có tiền, có chút tiền cái mình muốn làm này làm kia hả? Ủa rồi không có pháp luật hả? Không có pháp luật hay sao vậy mà má chơi luật gần vậy hả? Nhắn cho người này, nhắn cho người kia đòi xử Nghĩa hả? Đụng tới Nghĩa đi rồi biết. Là biết cái miệng của con,
ha. Cho nên là nếu như mà Nghĩa với Trinh nó mà cần sự hỗ trợ về mặt pháp lý mà đưa cái má này ra 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 giành móng ngựa đó, liên hệ Chí Cảnh giúp đỡ liền cho. Chí Cảnh sẽ làm đơn đồ phụ cho cái tội đe dọa người ta rồi đó ha. Rồi sẵn đó, cơ quan chức năng người ta điều tra luôn, người ta điều tra sao mà giàu dữ vậy, sao mà giàu đột biến như vậy, bán kem trộn mà ở đâu mà mua lần 2-3 chiếc siêu xe vậy. Ừ, cho bớt cái thói giang hồ giang hán mà nói nghe nè, giang hồ gì mà kỳ vậy. À, giang hồ là người ta làm chứ người ta không có nói, còn giang hồ gì đâu mà nhắm người này nhắm người kia vậy hả hả má. Ừ. Trời ơi, mình nó hả là gái mà gái ở vùng ủa lộn, mình là trai mà trai ở vùng quê mà vùng sâu vùng xa đó ha, mà bày đặt á hả, làm chị Đại anh Đại ở Sài Gòn hả, bày đặt á hả, cho thuê người thuê ơ rồi nữa hả. Ừ. Rồi sao tôi không dám ra đường, tôi không dám ra đường, tôi không dám đi du lịch, ai làm gì tôi, má có đủ bản lĩnh không, có đủ bản lĩnh để mà tay đôi với tôi không, gặp trực tiếp nè, tôi tới tận nhà luôn đó, coi thử dám làm gì tôi mà bày đặt á, không có dám đi du lịch, không có dám đi ra ngoài đường. Trời ơi, tôi đi ra ngoài đường hàng triệu triệu người yêu thương, ai cũng tay bắt mặt mừng, chụp hình chụp ơn, người ta rất là ngưỡng mộ, còn má đi ra ngoài đường đó có ai mà ngó tới cái mặt của má không. Mà nói nghe nè, nếu như mà mình mà không có tiền á, thử coi có cái ai mà ở bên cạnh má được á hả, quá 1 giờ không. Ừ. Cho nên là cái thằng mà đang ở với má đó, cái thằng đó không biết nó nghĩ sao luôn ha, nó không có rút kinh nghiệm hả, nó không có thấy những cái người mà đi trước hả. Ừ. Thử coi hạnh phúc được bao lâu mà tối ngày khoe, mà nói nghe nè, mình là một cái má không có tài năng hả, không có cái gì riêng biệt hết trơn hả, tối ngày phải có một cái người mà ở bên cạnh như vậy để mà có view, có like, có câu chuyện để nói hả. Hử? Chứ ví dụ như một cái người mà người ta có tài năng thật sự, người ta không có cần ai hết, tại cái mắt tuyển người kia. Mà nói tới cái vụ tuyển người nè, có nhớ cái vụ gì không? Tôi á, tôi không có muốn nói đâu, nhưng mà tôi nhớ là có một cái bà, nói chung là ăn theo cái tên của một hoa hậu đẹp nhất Việt Nam, không biết bà đó là bà nào. Thì trong những cái lúc mà má đó, má giống như kiểu má tới tháng má khó chịu đó, má bút quá, má bút chai đó, má bút chai mà bút một lần tới 3-4 chai đó, bút chai ở Sài Gòn về đó, tại vì giàu quá đó. Có nhớ cái vụ đó không hả? Không biết là ai ha, bây giờ nói vậy đó mình nhột thì gán chịu, cho nên ai mà dám ở với bà. Ừ? Ai dám ở với bà, cho nên là bớt cái miệng lại. Má thật sự mà nói còn rất là nhiều cái điều mà kinh khủng hơn nữa. Xong, cái quá khứ của má nó dữ dội lắm, chỉ là tại người ta không có muốn gọi lên thôi, cho nên bớt sống ảo đi, lên mạng bớt sống ảo đi mẹ ơi, quá trời quá đất luôn ha. Cho nên á, ví dụ như trong suốt khoảng thời gian qua đó, mình dù sao mình cũng kiếm được cũng một mớ rồi, thì mình im cái miệng của mình bớt cái miệng của mình lại, để mà mình thôi mình hạ cánh an toàn đi, mình bao nhiêu tiền đó mình dưỡng già đi, sân si làm cái gì, gọi tên thằng nhỏ làm cái gì, gọi tên Nghĩa làm chi hoài vậy. Ừ? Cay cú cái gì hả, nó cũng dành cả thanh xuân cả đời trai của nó cho bà rồi. Ừ. Trong khi đó là bà giống như là má của nó như vậy đó, không phải má nữa, bà giống như bà nội nó chứ má cái gì. Cái mặt thì nó già trát à, mà nhìn nó không có xứng đôi gì hết trơn á. Lẽ ra Nghĩa là phải lấy tôi, ý là Nghĩa là phải lấy em gái tôi Phương Trinh nó mới xứng đôi được, có nghĩa là những cái nhan sắc mà cũng phải cỡ tôi như vậy nè nó mới xứng đôi với Nghĩa. Khi mà đứng bên cạnh nhau chụp hình nhau thì mới gọi là ra cái nét phu thê, nó mới kiểu mà nó mới tương xứng. Còn má nó như bà nội nói như vậy đó, già két như vậy đó, mà phải chi già mà đẹp cũng đỡ, già mà phúc hậu thì cũng ok, còn cái này già mà cái mặt nó gian là gian luôn á. Trời ơi, cái con người đâu mà nhìn cái mặt cái thấy cái chữ gian ở trên trên két luôn như vậy đó. Cái miệng thì lên nói giống như sợ mà nói không kịp á, giống như kiểu không kịp để nói, không còn thời gian đó, nên tranh thủ á, leo lẻo như vậy đó. Cho nên nó là bớt cái miệng lại, tém cái nết lại. Rồi ngày xưa đó, nuôi trẻ em, nuôi người già, nuôi trẻ em, nuôi người già, cô tiên gì giữa đời thực rồi đó, nhớ không? Rồi bây giờ trẻ em đâu rồi, người già đâu rồi? Hả? Rồi trong suốt cái quá trình mà đứng lên mà nuôi trẻ em, rồi Mạnh Thường Quân đồ tới đó rồi sao? Hử?
Rồi mấy cái tiền đồ này nọ đó có okela không? Chứ tôi thấy có mấy bà chị tôi á, ở bên nước ngoài đi về tiền tới tận nơi giúp đỡ luôn đó ha. Mà người ta tới á, má kêu là má xây dựng cái dự án này, xây dựng cái dự án kia, người ta tới người ta khảo sát, người ta không thấy gì hết trơn á, người ta nghe cái miệng của mình không à. Còn thêm nữa có mấy bà nhắn tin cho tôi á, nói mẹ đó hả, đi xây chùa sửa chùa rồi đó, rồi cái người ta gửi tiền vô đó, cái xong mà sau đó người ta bực mình quá đó, cái người ta gọi điện tới cái chùa đó trả lời nó không có gì hết trơn á. Rồi sao hả, từ đó cái lên luôn luôn đúng không, lên luôn luôn đúng không gái. Cho nên là bớt cái miệng của mình lại đi ha, bớt sống ảo đi, bớt khoe tiền khoe vàng đi, những cái đồng tiền đó nó có sạch sẽ không, nó có chân chính không mà khoe. Tôi nói cho má nghe nè, có nhớ cái chữ tiền là gì không, người ta gọi là tiền là bạc đó, tiền là bạc đó nha con. Cho nên á, những cái đồng tiền mà không có chân chính đó, nó bạc bẽo lắm ha, có một ngày nó ra đi không còn một xu đó, lúc đó đó ha, lúc đó là không có cái muỗng dừa để ăn cơm luôn đó. Chứ tối ngày lên khoe vàng khoe tiền, trời ơi lúc nào cũng mở két sắt ra khoe tiền khoe vàng, khoe xe khoe sổ đỏ, thấy mắc mệt quá, mệt quá. Và cái vấn đề ở đây là gì, hãy coi lại cái lương tâm của mình đó. Đã có bao nhiêu người phụ nữ đã bị cái tình trạng cái mặt của người ta nó bị hủy hoại bởi cái kem trộn rẻ tiền của má. Hãy nhớ cái điều đó đó, đó là một tội ác đó nha. Chưa con làm cái gì làm mình cũng phải có cái đạo đức nghề nghiệp hết trơn á, buôn bán cái gì đó, nó phải chân chính, nó phải thật sự có chất lượng thì mới đi đường dài được. Còn mấy cái con mà ham lời á, ham lời ham ơ đó ha, cái miệng thì leo lẻo như vậy đó, sử dụng thủ đoạn này nọ đó, thì có một ngày nghiệp nó quật cũng tan tành theo mây khói. Có nhớ cái câu á, cơ đồ sụp đổ trong một nốt nhạc á, là do những người mà không có đức, những người không có tài đó. Và dù cho có tài mà không có đức đó, thì nó cũng sụp mà thôi. Cho nên á, đừng có lấy vàng lấy tiền ra khoe, 30 chưa gọi là Tết, 70 chưa gọi là lành. Cho nên có một ngày đó nó cuốn gói ra đi hà, bởi vì tiền là bạc mà, nó bạc lắm, bạc bẽo lắm, nó không thể nào ở với những cái người mà có một cái sự lương lẹo dối trá lọc lừa như vậy được hết trơn á. Tiền chỉ ở yên khi mà chúng ta xây dựng dựa trên cái sức lao động chân chính mà thôi. Cho nên những cái con mà kem trộm kem ơ nè, bây giờ sụm nụ hết từng con rồi đó, nó chỉ bán được một một khoảng thời gian đầu thôi. Tại vì biết sao không, lừa người ta chỉ lừa được một lần chứ làm sao lừa được lần thứ hai, đúng không má? Rồi xong nữa, trời ơi mấy cái con kem trộn giống như má đó, hay có một cái chiêu dễ sợ luôn á, khoe vàng, khoe vàng khoe tiền khoe sổ đỏ, giống như kiểu có học chung lò không, có đi chung động không vậy, mà sao mà má nào cũng khoe vàng khoe tiền hết trơn vậy, khoe vàng khoe tiền xong rồi bể nợ hết trơn vậy má. Bể nợ bể nần giật hụi giật hè rồi đó, cũng do mấy cái má mà khoe khoang cho cố vô đó. Hả má? Cho nên bớt cái miệng của mình lại, tém cái nết mình lại. Đừng có nghĩ rằng mình có một cái chút tiếng nói gì đó rồi, mình có một chút tiền mà mình muốn chèn ép những người sức yếu thế cô thấp cổ bé họng, thì những cái người mà người ta coi như người ta là một cái người chính nghĩa, người ta là một người chân chính, thì chắc chắn người ta sẽ lên tiếng để mà bảo vệ thôi. Đó là quy luật của cuộc sống mà. Những người nào thấp cổ bé họng sẽ được bảo vệ. Nha con, cho nên là bớt cái nết mình lại. Thật sự mà nói thì cũng không hiểu là tại sao má có thể tồn tại được cho đến thời điểm này đó, chứ với một cái người mà buôn bán theo cái hình thức của má đó, lẽ ra đã bị sụm nụ từ lâu rồi chứ không có được trụ tới giờ này đâu. Cho nên là có thể là má cũng nhờ đó, nhờ ông nhờ bà nhờ cha nhờ mẹ gánh cho còng lưng đó ha. Chắc là ông bà cha mẹ của má phước cũng dày lắm cho nên mới độ cho má tới giờ này đó, gánh mà gánh còng lưng luôn đó, chứ lẽ ra là sụm nụ từ lâu rồi. Cho nên thôi bây giờ có một cái lời khuyên chân thành nè, nếu như mà vẫn còn dư giả, vẫn còn giàu có giống như má nói đó, thì thôi lấy tiền đó dưỡng già đi, an dưỡng đi, có bao nhiêu tiền đó gán mà giữ đi má. Chứ những cái đồng tiền mà bất chính đó là dễ bay màu lắm má ơi ha. Cho nên là bớt tém cái nết mình lại. Rồi thêm nữa, trời ơi cái gì mà cả dòng cả họ đều bán kem trộn vậy hả, bán kem trộn rồi con em gái em dâu gì đó hả, trời ơi bán kem trộn gì cả dòng cả họ vậy. Có truyền thống luôn hả, có truyền thống bán kem trộn hả, bán kem trộn mà giống như kiểu mà di truyền hả, từ đời này sang đời khác như vậy đó hả. Trời ơi cái miệng ta thấy hả, đứa nào đứa nấy cái miệng nó quá trời quá đất ha, leo lẻo vậy. Mà ghét nhất một cái là gì nè, bán kem trộn mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hết trơn á, tỏ vẻ nữ hoàng, tỏ vẻ giống như đưa má lên theo một cái bậc mà cái bậc nữ hoàng đó. Cho nên ghét ghét mới gọi tên đó, chứ lẽ ra ban đầu không có thích gọi tên, tại vì gọi tên má nó mệt lắm, gọi tên má tự dưng thấy đẳng cấp của mình nó bị tuột xuống. Tại vì thấy má rất là rẻ, rẻ y chang như là cái hũ kem trộn 350 ngàn đó nha gái. Rồi thêm nữa đó,
Bớt khinh khi người ta nghèo đi, mở miệng ra cũng ai cũng nói à, trời ơi người ta nghèo, người ta nghèo, người ta nghèo này nghèo nọ. Ok la, người ta nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mà lòng trắc ẩn và kiến thức của người ta giàu có. Và những cái đó, những cái con người giàu có giống như mẹ sẽ không bao giờ mua được, dù có tiền cũng đâu có mua được. Tại vì kiến thức thì làm sao mà mua được, lòng trắc ẩn, tình thương người thì làm sao mà mua. Và cái vấn đề ở đây là dù cho má có giàu có đến cỡ nào đi chăng nữa, trên người của má có giác hàng chục cây vàng, có bận hàng hiệu hàng ơ gì đi chăng nữa, nhưng mà nhìn nó rất là phèn, nó không có sang nha. Những cái người mà nghèo nghèo giống như tụi tôi nè, ăn bận rất là đơn giản nhưng nhìn rất là sang sang trọng, trời ơi sang trọng đẳng cấp, đi tới đâu ai cũng yêu thương hết trơn á. Còn những cái con người giống như má đó, thử coi bước ra đường coi có ai mà tôn trọng mình không, có ai mà tôn trọng mình không, hay là chỉ có những cái con mà kiểu mà nó chơi chung á, nó hám danh hám lợi, nó cũng hám tiền đó, rồi nó đu 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 theo đó, cho nên thấy mấy cái con bạn bạn nó cũng đeo vàng mấy kilo đó, đeo vàng mấy kilo chơi chung đó, mắc cười quá ha. Nhìn trời ơi là trời, đúng là cái thứ mà ngu tầm ngu, mã tầm mã, cá mè một lứa, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Cho nên nói tóm lại thì bây giờ nó không biết là cái sự nghiệp kem trộn của má tới đâu rồi ha. Bây giờ không biết ngày đi được năm hũ không gái. Bây giờ đi ngày được năm hũ không? Chứ nói nghe nè, dù cho có giàu có đi chăng nữa nhưng mà tối ngủ có ngon không gái? Tối ngủ ngon không? Bây giờ ngủ trên cái đống tiền, cái đống vàng, cái đống sổ đỏ đó, ngủ ngon không má? Chứ nếu như mà tôi là như má đó nha, tôi bán ba cái kem trộn rẻ tiền đó đó, tôi ngủ tôi hồi hộp lắm, tôi lo lắng lắm. Tại biết sao không? Sợ, sợ mình sáng mai thức dậy đó, người ta đứng trước cửa đó, người ta cái mặt của người ta banh chảnh cho đó, người ta la làng trước cửa đó, tôi sợ lắm. Cho nên mặc dù tôi không có giàu có bằng má, nhưng mà tôi rất là thoải mái, rất là an yên, ngủ rất là ngon, tại không có sợ gì hết trơn á. Không có sợ là ôi trời ơi em ơi sao em bán kem như cái quần què vậy, rồi thế này thế kia, không có sợ, không có sợ bị mắng vốn. Còn má đó, không biết má có đủ bản lĩnh để mà nghe điện thoại không nha. Với lại á, bán kem doanh nghiệp lớn nha, coi như là bán kem bán mấy năm nay đó mà không có nổi một cái số điện thoại mà đẹp đẹp để cho khách hàng liên lạc, không có nổi một cái số hotline, không có nổi một cái số gì đó mà nó cố định hết trơn á. Lúc thì số này, lúc thì số kia, số toàn là số mà khuyến mãi, số mà số thấy ghê không à. Tại biết làm sao không? Sợ lấy cái số đẹp, rồi cái người ta cứ gọi vô số đó không có chối được. Lấy số đẹp sợ chối, lấy cái số đẹp thì làm sao mà chối, cho nên phải lấy tùm lum số, cái số này không phải số của chị, không phải số của chị. Thấy mắc mệt ghê luôn. Cho nên đây là cái clip tập 1 đó. Còn xồm xồm thì sẽ có cái clip tập 2 gửi tặng má, và cái clip tập 2 nó sẽ nặng đô hơn nha. Nha má nha.